Các bạn ơi, hôm nay mình có một cái miếng thịt ba chỉ nhỏ như này. Mình sẽ làm món thịt ba chỉ xào sả ớt nhá. Nó gần giống món thịt ba chỉ rang cái cháy cạnh, nhưng mà ở đây là mình dùng với sả ớt. Trước tiên là các bạn thái thịt mỏng thành những miếng thịt để dùng để đi rang ấy. Và sau đó ớt tỏi sả các bạn cũng thái thật mỏng. Tỏi với ớt thì các bạn băm để cho nó ngấm vào gia vị, còn sả thì các bạn thái mỏng nhé cho nó thơm. Và trước tiên là thịt thì các bạn đi trần qua với nước nóng để cho thịt của chúng ta nó cứng hơn một chút và sạch cái bẩn đi. Và trần nước nóng cho một chút muối vào nhé. Và khi thái cũng rất là dễ, thì mình sẽ thái thịt trước nhé. Sau đó mình sẽ đập tỏi, ớt và sả thái nát ra để mình đi chiên cùng, đi xào cùng nhé. Với món này là món xào cho nên thịt thì các bạn thái mỏng cho mình nhé. Thái thịt như thịt để mình mang đi rang ấy các bạn ạ. Ở đây mình dùng 200g thịt ba chỉ. Trần qua nên thái rất là dễ. Thái xong các bạn đi rang luôn hoặc là các bạn ướp một chút xíu gia vị vào cũng được. Không, theo mình là mình đi rang luôn. Mình xào luôn ấy, sau mình cho gia vị vào sau vì cái thịt này mình thái mỏng này nó rất là dễ ngấm gia vị nên mình không cần ướp trước. Phần tỏi, phần sả, phần ớt các bạn cũng thái mỏng ra, với tỏi với ớt thì băm nhỏ nhé. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế hai phần kia rồi mình đi rán luôn nhé, vì xào luôn thịt. Khi các nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo nhé. Các bạn cho chảo nóng lên, các bạn cho vài thìa dầu ăn vào, khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn vào, các bạn rang thịt nhé. Phải cho một chút dầu vào thì rang thịt nó mới ngon các bạn ạ. Rang hay còn gọi là xào đấy ạ. Chị lên chưa? Các bạn xào cháy cạnh nhé, để cho miếng thịt của chúng ta nó vàng cháy cạnh. Sau đó các bạn cho sả, cho tỏi, cho ớt vào và cho gia vị vào nhé. Gia vị ở đây thì các bạn dùng gia vị thông thường. Các bạn cho mình một chút muối, một chút mì chính. Các bạn có thể cho mắm hoặc không. Không cho đường các bạn. Món này hôm nay là làm mình làm không cho đường. Tí nữa dầu ăn mà nó ra như cả mỡ nó nhiều quá thì các bạn có thể cắt bớt đi nhé. Thêm một chút nữa cho cháy thêm là được. Bây giờ khi mà thịt nó xém như này rồi, các bạn đừng giận cắt bớt mỡ ra nhé. Mình chỉ để lại một chút mỡ dính chảo thôi, vì phần mỡ trong thịt nó vẫn ra tiếp mà. Bây giờ các bạn cho mình một chút gia vị vào đã. Rồi rắc một chút bột canh, một chút tôm sọt, một chút nước mắm này. Khoảng nửa thìa bột canh, một thìa nước mắm này là đã đủ gia vị rồi đấy các bạn ạ. Thì nữa mình chỉ cho một ít sả vào, một ít mì chính vào trước khi tắt bếp thôi. Còn bây giờ mình sẽ cho sả,
tỏi, ớt và phi cùng. Xào cùng. Xào như này thì món thịt của chúng ta nó sẽ rất là thơm, mùi xả, mùi ớt, mùi tỏi. Các bạn xào đến khi phần ta xả này nó khô ấy, nó thơm là được. Đây các bạn ơi, khi mà xả bắt đầu xém như này là được rồi đấy ạ. Bề mình dưới một chút bột mì chính lên cho nó ngọt là được. Món này mình không cho đường nhé, cho một chút mì chính như này thôi. Nên là xong rồi, món á, thịt ba chỉ xào xả ớt, các bạn nhìn thấy không? Rất là thơm ngon đúng không ạ? Mình sẽ ăn thử một miếng trước khi mình cho ra đĩa nhé. Thịt thì vàng đều. Mình không nấu kỹ quá, vì nấu kỹ quá thì nó sẽ khô. Nấu như này để vẫn giữ được cái vị ngọt của thịt. Và ăn rất là thơm. Các bạn có thể nêm nếm gia vị theo sở thích nhé. Như mình thì mình cho như này là vừa rồi. Có thể nếu thích ăn thịt nó teo hơn thì các bạn rang tiếp, không thì như này là đã đẹp lắm rồi. Để hớt cái phần xả, phần ớt, phần tỏi phi này lên trên nhìn nó sẽ rất là hấp dẫn. Cắt được cái phần mỡ đi. Đây các bạn, làm rất là đơn giản này, với 200g thịt ba chỉ mình đã có một đĩa thịt ba chỉ xào xả ớt rất là ngon cho bữa cơm gia đình rồi ạ. Suất ăn này nếu mà dành cho hai người và thêm một vài quả trứng tráng hoặc một miếng cá chiên nữa thì rất là tuyệt, mà đủ dinh dưỡng mà giá thành thì không hề đắt đỏ. Mỗi đây với 200g thịt này mà khoảng 15.000, và các bạn cho thêm một khúc cá nữa thì khoảng 10.000 một khúc nữa, thì mỗi một suất ăn là khoảng 20.000, thì rất là đầy đủ dinh dưỡng mà ngon. Mình sẽ ăn thêm miếng thịt nữa. Thực sự là cái mùi vị này vừa thơm này, vừa ngon này, mà không hề ngấy vì mình đã áp mỡ nó ra khá nhiều. Phần tỏi, phần xả thì chín vừa. Đây là một món ăn gia đình, trong bữa cơm gia đình các bạn nên làm nhé, vừa đơn giản vừa ngon. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo của mình.